Với khoảng thời gian làm việc không quá dài, không quá vất vả mà vẫn có thu nhập cao, những công việc bán thời gian luôn thu hút nhiều bạn trẻ, đặc biệt là những bạn sinh viên cần công việc để trang trải những chi phí sinh hoạt và học hành xa nhà. Công việc thời vụ có rất nhiều, nhưng không phải công việc nào cũng tốt. Bởi lợi dụng nhu cầu của các bạn sinh viên, nhiều tên lừa đảo đã tạo ra những công việc bán thời gian với mức lương hấp dẫn để hòng lừa và chiếm đoạt tài sản của các bạn. Thủ đoạn và chiêu trò của những tên lừa đảo ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tình huống ngay sau đây cùng với Trí Thuận. Em chào anh ạ. Ủa Mai, em mới tới hả? Em qua đây ngồi đi. Em muốn gì? Dạ cho em đi cảm giác được rồi ạ. Tôi là một sinh viên năm thứ nhất. Như bao sinh viên khác á, tôi cũng muốn tìm một công việc làm thêm để có tiền trang trải thêm chi phí sinh hoạt hàng ngày. Với lợi thế về ngoại hình của mình á, tôi chọn cho mình công việc bán thời gian là làm người mẫu ảnh. Hôm nay tôi đến quán cà phê gặp một thợ chụp hình để bàn kỹ hơn về buổi chụp sắp tới. Anh giới thiệu với em, đây là Thúy, make up bên anh. Em chào chị ạ. Chào em. Đây. Nè, em uống nước đi. Cảm ơn anh. Hôm nay hẹn em ra đây là để mình trao đổi kỹ hơn về mức lương cũng như là trang phục ha. Thì anh cũng đã trao đổi với em sơ sơ qua tin nhắn rồi đó. Thì anh chuẩn bị chụp hai bộ ảnh. Đây. Nè, em coi đi. Đó. Cái bộ ảnh đầu tiên là chụp về phong cách trẻ nè, thấy không? Thời trang, đeo rất là nhiều trang sức, phụ kiện, đó. Còn cái thứ hai bên đây là gái nông thôn, là mặc áo bà ba đâu nè. Đó, em xem đi, thấy chưa? Đó. Thì thời gian chụp là khoảng 4 tiếng, thì từ 10 giờ đến 14 giờ. Thì em coi em có sắp xếp được cái khoảng thời gian nào? Dạ, em sắp xếp được ạ. Bây giờ sẵn đây anh nói luôn. Ngày mai anh sẽ chụp trước bộ đồ bà ba ha. Thì cái đó thì bên này thì bên anh đã chuẩn bị sẵn rồi nè. Đó, rồi coi đi. Mà em có đi xe tay ga không? Dạ có anh. Em đi xe gì? Xe màu xanh rêu nha. Vậy thì ngày mai em chuẩn bị cho anh cái váy màu trắng để phối hợp với cái chụp với cùng cái xe, như vậy á nó sẽ đẹp hơn ha. Còn về mà trang sức á thì ở bên anh á có vài bộ nhưng mà anh chụp riết thì nó quen rồi ha. Anh muốn những cái mới lạ hơn thì ngày mai á, nếu mà được á, em ở nhà em có trang sức á thì em cứ đem tới nha. Trang sức hả anh? Trang sức của em thì không có nhiều, nhưng mà nếu anh cần thì em có thể hỏi mượn bạn em cũng được. Như vậy thì tốt quá. Thì bây giờ chốt lại luôn ha. Ngày mai em cứ đem hết tất cả những đạo cụ, xe, trang sức, đó, điện thoại rồi đó, rồi em cứ mang theo hết cho anh ha. Mà anh ơi, cho em hỏi là với buổi chụp ngày mai á thì mức lương của em như thế nào ạ? Anh sẽ chụp em trong vòng khoảng 4 tiếng thì anh sẽ gửi em 4 triệu. Thì rồi anh sẽ hỗ trợ tiền mà đạo cụ á, xe, điện thoại rồi trang sức của em đó, anh sẽ gửi em thêm 1,5 triệu nữa. Ha. Tôi thấy khá là kỳ khi anh ta yêu cầu tôi mang đồ cá nhân đi làm đạo cụ chụp ảnh. Lần đầu tiên tôi đi chụp hình mà gặp trường hợp như vậy luôn. Tuy nhiên sau khi anh ta nói giá tiền buổi chụp, anh ta còn trả cho tôi hẳn 1,5 triệu cho những đạo cụ tôi tự chuẩn bị. Nghĩ lại thấy cũng hợp lý nên tôi không có suy nghĩ gì nữa mà đồng ý với anh ta. Dạ, vậy thì tốt quá. Cảm ơn anh nhiều ạ. Ngày mai á anh sẽ chụp cái bộ bà ba trước, có gì á em thay cái đó trước ha. Dạ. Tại vì mình ngoài mai em chụp ngoài đồng trống cho nên không có chỗ thay. Dạ. Em uống nước đi. Cảm ơn anh ạ. Vậy là nạn nhân đã không nhận ra được sự bất thường của hai đối tượng lừa đảo mà vẫn hồn nhiên chuẩn bị đầy đủ đạo cụ như bọn chúng dặn rồi tới điểm hẹn. Sau đó, hai tên lừa đảo dẫn nạn nhân ra giữa cánh đồng nơi bọn chúng gọi là bối cảnh để chụp ảnh.
Rồi, đây nè, đây là bối cảnh của mình em. Dạ. Qua đây make up đi. Nè, uống nước đi. Em muốn gì? Cảm ơn anh. À, uống xong rồi make up đi nha. Anh lại đang xem lại bối cảnh nhé. Chị để em uống xíu đi. Ừ, em cứ uống nước đi. Chị về chị làm cho. Xong chưa em? Xong chưa? Sắp xong rồi, chưa? Rồi, gần xong rồi. Xong chưa? Lẹ lên. Rồi, cột tóc nữa. Trời ơi. Lẹ lên. Rồi anh cứ từ từ đi, sao anh khó quá à? Bấm cục bên đây luôn nè. Đó. Ổn rồi đó. Rồi, rồi ra đem đi. Rồi đi chụp ha. Dạ. Ra đem ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Chị giữ đồ cho. À, nè, bây giờ em ra em đứng đây đi. Dạ. Ha, rồi. Quay mặt đây, anh chụp với cái bối cảnh sau này nè. Bên đây, đây nè, đây nè, đây nè. Em đứng đây. Ờ, rồi nha. Rồi bây giờ em tạo dáng đi nha. Đánh vô thôi. Rồi, 1, 2, 3. Không, em quay nghiêng qua đây xíu. Ờ, rồi, em nhìn thẳng vô kính nha. 3. Rồi, nghiêng ngồi đây, cái đầu nghiêng xíu này nè. Ờ, đó, đúng rồi, nha. Đó, quá đẹp. Rồi, em ngồi xuống luôn đi, Rồi, đó. Rồi nha, rồi, em ngã người lại xíu nè. Rồi, cười lên nha. Rồi, 2, 3. Đó. Ủa, em sao vậy? Hình như em bị say nắng á anh, không sao đâu, mình chụp tiếp đi. Ok. Rồi, nghiêng qua đây nè, đó, rồi nha. Rồi đó, đẹp quá. Rồi. Đó. Em có sao không? Thôi hay là vô nghỉ xíu đi. Thôi, em vô nghỉ xíu đi, chắc lại bị say nắng rồi đó. À Thúy, sẵn vô hồi bây giờ sửa kiểu tóc lại luôn nha. Lúc đó tự nhiên tôi thấy đau đầu và chóng mặt quá. Tôi cứ nghĩ mình bị say nắng nên có nói với hai người đó là cho mình vô trong bóng mát nghỉ một chút. Nhưng càng ngồi nghỉ tôi càng thấy mệt. Rồi sau đó mọi thứ chao đảo và tôi không còn biết gì nữa. Nè, em uống miếng nước đi cho khỏe nha. Chắc tại em bị say nắng. Cảm ơn chị. Em có sao không em? Ê. Thank you.
sao nằm giữa đường vậy? Em sao nằm đây? Đến khi tôi tỉnh dậy thì không thấy đồ đạc rồi xe của mình đâu. Bên cạnh có một anh thanh niên đang rất là lo lắng. Lúc đó tôi rất là hoảng loạn nên anh thanh niên có trấn an tôi và đưa tôi lên cơ quan công an để trình báo. Sau khi bình tĩnh, tôi ngồi sâu chuỗi lại mọi việc thì mới hiểu ra vấn đề. Ngay từ đầu, bọn lừa đảo đã có ý nhắm đến tôi khi chúng yêu cầu tôi tự mang những món đồ cá nhân có giá trị đi làm đạo cụ chụp ảnh. Sau đó, bọn chúng còn chọn thời điểm là giữa trưa nắng để khiến tôi nhanh mệt và uống chai nước cam có thuốc mê mà bọn chúng chuẩn bị sẵn. Bọn lừa đảo này thật là táo tợn. Sau này tôi phải cẩn thận hơn để tránh những trường hợp đáng tiếc như vậy xảy ra. Cũng may là trong trường hợp này, nạn nhân mới chỉ thiệt hại về tài sản, chứ không có thiệt hại liên quan đến con người. Tuy nhiên, qua câu chuyện này cũng là một bài học cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta, cũng như là các bạn sinh viên phải thật cẩn thận khi chọn các công việc làm thêm, đặc biệt là những công việc mang tính cá nhân. Hạn chế cùng người lạ ra vào những nơi vắng vẻ để tránh phải những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.